Xin chào mọi người. Mình tiếp tục lên video giới thiệu mọi người một chiếc máy cắt cỏ của hãng Estin FS100. Estin FS100 các bạn nhé. Con này công suất cũng tương đối là lớn rồi. 32cc, lòng 36 ly. 32cc, lòng 36 ly các bạn nhé. Hàng bãi mình nhập từ Nhật về, nhập các cái từ các cái công hàng bãi của Nhật về. Con này thì Estin thì thương hiệu của Đức và nó sản xuất tại nhà máy ở bên Mỹ các bạn nhé. Tất cả mọi cái tem mác rồi là cái thông số của nó thì nó có ghi ở trên cái tem này các bạn nhé. Tem này thì còn khá là rõ chứ. Nó ghi rõ đây là FS100 Estin Brad Cutter. Đây là máy cắt cỏ Estin FS100. Đấy, và nó có mã số, mã vạch của nó đây nhá. Và nó ghi rõ là nhà máy sản xuất ở bên Mỹ này. Một số cái tem khác của nó có dán ở trên máy và nó vẫn còn nguyên. Còn đằng sau này nó có một cái tem gì đó, hình như tem của cái cửa hàng bảo hành gì đó. Thì bây giờ nó bị bay mất chữ rồi. Khả năng cái này là tem bảo hành của cái cửa hàng nó bán phân phối ra. Máy thì hàng bãi... Con này thì nó sản xuất tại Mỹ cho nên là nó mang những cái nét đặc trưng của cái máy cưa máy cắt cỏ Estin Đức, Estin Mỹ các bạn nhá. Các bạn có thể thấy được cái hình thức nó đây. Rất là đẹp nhá. Đấy, nguyên bản của nó các bạn nhá. Nguyên bản từ A đến Z, không có thay thế sửa chữa bất kỳ một cái bộ phận nào cả. Các bạn có thể xem nhìn kỹ đây. Trong cái video này các bạn để ý kỹ nhá. Rất là đẹp luôn. Áo thì của nó thì là màu đỏ cam. Còn cái tum của nó thì màu trắng. Trắng sữa, rất là đẹp. Dây điện và dây ga thì được luồn ở trong cái ruột gà này. Công tắc của nó thì nó tích hợp công tắc điện và tay ga thì nó tích hợp sẵn ở trên cái tay cầm này các bạn nhá. Nó tích hợp sẵn trên tay cầm này. Các bạn có thể thấy được là đây nó rất là đẹp. Còn cái cùm giữ ghi đông của nó thì nó trông như này. Đấy, rất là xịn sò luôn. Cái này là chúng ta có thể vặn ra để chúng ta điều chỉnh cái tay cầm này bằng tay được các bạn nhé. Cái này, cái con ốc này nó thiết kế này để chúng ta vặn bằng tay được. Không cần phải cà lê mỏ lết hay là tu vít hay là cái gì cả. Nó rất là đơn giản vậy thôi. Đấy, con này thì nó sử dụng cái chế là chế zin của thằng Estin luôn. Nghe gió đây. Đấy, đóng mở nghe gió đây. Còn đây là buji của nó ở chỗ này. Buji đây. Đấy, rất là đơn giản các bạn nhé. Buji của nó đấy. Bộ giật trợ lực các bạn nhé. Đây là cái bình xăng. Đấy, bình xăng của nó đây. Giống như các loại máy cưa của Estin ấy. Đấy, bình xăng, nắp bình xăng đây các bạn nhé. Cái nắp bình xăng thì chúng ta chỉ cần vặn đúng nửa vòng ren là nó sẽ kín. Rất là đẹp các bạn ạ. Zin nguyên bản của nó luôn. Đấy, con này thì đi theo máy về thì nó có sẵn cái chắn cỏ và cái đầu bò zin của thằng Estin luôn các bạn nhé. Chắn cỏ, đầu bò zin và còn một con dao bãi. Rất là đẹp. Cần zin của nó các bạn nhé. Đây, cần nó có chữ FS100 đây. Cái tem ở đây thì nó có bờ mờ đi rồi. Nó bị bong chóc mất một chút. Cái đấy thì nó không ảnh hưởng gì. Khá là đẹp các bạn nhé. Thực sự con này là khá là đẹp luôn đấy. FS100 32cc, lòng 36 ly. Đấy, động cơ sử dụng nhiên liệu là xăng pha nhớt. Rất là đẹp các bạn ạ. Đẹp xuất sắc luôn ấy. Sau đây mình sẽ test tiếng nổ máy cho các bạn tham khảo nha. Quên công tắc. Công tắc đây nhá. Công tắc đây các bạn nhá. Mình sẽ thao tác lại cho các bạn xem này. Máy rất dễ nổ. Rất dễ lỗi nhé.
Ok, vừa rồi là mình đã test kỹ tiếng lỗ để cho các bạn tham khảo rồi. Đấy, quá là mạnh luôn các bạn, quá mạnh luôn, quá đẹp luôn, xuất sắc luôn. Con này thì là công suất lớn, Estin Mỹ, cực kỳ xịn sò. Và đặc biệt ấy, thì là giá của bọn này thì cực kỳ là ưu đãi luôn các bạn nhé. Giá cực kỳ ưu đãi luôn, đẹp xuất sắc này, giá rẻ, dùng cực sướng luôn, bao sướng luôn các bạn nhé. Riêng vác con máy này đi cho cánh đồng làm nó phê như con TT. Sướng. Rồi, bạn nào mà cảm thấy ưng, cảm thấy kết con máy này thì liên hệ ngay với mình qua số Zalo 0983 804 084 để đặt mua hàng nhé. Số điện thoại và giá của sản phẩm mình luôn ghi ở phần mô tả ở video. Đấy, các bạn có thể xem nhanh những cái thông tin về giá và số điện thoại ở phần mô tả nhé. Video nào mình cũng ghi ở đó. Khi đã bán rồi thì mình sẽ đánh dấu là đã bán để cho các bạn tiện theo dõi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.